không, diêu trì Phật mẫu tác đại chứng minh. Bát Nhã con ơi, trở mái chèo, thuyền rồng rước khắp khỏi nạn yêu. Trăm năm chưa có bằng một đức, tận nẻo trong gai khá lửa đèo. Tâm thầm khấn nguyện hoàng nương, cho con pháp điển trì kinh hồi này. Người nghe tất tình dậy thời, người đem pháp ba thi phước đồng như nhau. Trần gian khổ lắm con ơi, thế tục dầm chán đã tận rồi, di phước thiện duyên nhờ lấy thể, tạo thành ám thức hưởng lành thôi. Cơ trời sắp đặt xây rất gấp, mái tạo đưa gần cạnh hoa khôi. Dục thuốc nhân hiền qua cửa mộng, đưa người thức tỉnh để thiền trôi. Ngày nay mùng một tháng mười này, lời mẹ hứa dạy thời với con. Ngày nay bốn phần làm tròn, mẹ đêm bạc ngọc lầu son mẹ đề. Ngày sau cửa thanh giữa kề, đổ cho ba tâm trở về đường tu. Đời còn nhiều kẻ mê mồ, không lo tu niệm cuộc đời như thế cuộc cờ, ráng lo tu niệm kịp giờ qua sông. Người tu phải ráng bền lòng, dầu cho cực nhọc bền tâm tu. Cần cao bộ tấm lòng thành, tòa sen chính phẩm để anh chờ con. Dầu cho tâm trí hao mòn, mẹ đây tựa cửa lầu xóm mẹ chờ. Chờ cho ba tấm hết khờ, đêm thiền Bát Nhã bên bà ngồi trong. Chờ cho con trẻ một lòng, đưa qua bỉ ngạn thẳng sông thiên đàng. Mẹ thương ba tâm lụy tràn, đêm khuya than thở trần gian khó tường. Trần coi tôi
sao trở lại Tây Phương cho gần. Mãi lo tranh chữ phú bần, chẳng lo kiếm chỗ đục thân sau này. Hiền lành chừng đó xúm dày, mẹ con xúm hiệp hội này chờ mong. Đời này như nước cạn dòng, ráng lo tu niệm mẹ trong đêm ngày. Kêu con sao cứ ngủ hoài, chẳng lo tu niệm ngày mai lên đàn. Nhìn con mẹ đổ lụy tràn, lo cho con trẻ trần gian lụy phiền. Ra tay mẹ nắm mối ghiền, đổ cho ba tấm dự kề tiền ban. Chữ tu chớ có phủ phàng, làm tròn bổn phận thiên đàng mới lên. Mơ con phải ráng chí bền, có căn mới được dựa nền Phật tiên. Tu tâm phải ráng cần chuyên, nghe lời mẹ dạy cầm tiên hầu gần. Mẹ thương cho trẻ cõi trần, lòng còn u muội lập thân không tròn. Mẹ khuyên lời nói đã mòn, con người không nghĩ lòng son mẹ rầu. Thế gian nhiều kẻ cơ cầu, nghe kinh rồi lại giả hầu cười chê. Mẹ đây lòng luôn thảm thế thương cho con trẻ lòng mê lỡ kề. Khuyên con tập tánh nhu mì, rửa lòng cho sạch con đi tổ trường. Chuyện tổ tâm thương làm rành mới được Tây Phương dựa kề. Làm xong mẹ rước con về trần gian khổ lắm, con mê chi hoài. Về trên ở cạnh Thương đài đêm thầy học đạo ngày dài ngâm thơ. Tu mau cho gấp kịp giờ, ngồi trên tiên cảnh mẹ chờ thành công. Chờ con rước lại tiên bồng, mẹ khuyên con trẻ con không tin lòng.
gần đây thuộc thế nào nồng chừng con tình trí khó trong kim mà mẹ nay đi đổ hỏi nhà đổ cho con trẻ tình mà tu tâm thấy con lì nhỏ tuôn dầm miệng thì thiện niệm mà tâm không lành người tu tâm tâm cho rằng rồi đây mẹ đổ cõi thanh được về con người ráng giữ mỗi bề sao mẹ độ trẻ trở về thiên thai khuyên ai sao cứ ngủ hoài đường tiên cõi Phật dậy mau lên giả phụ phàng kẻ ngu người trí đỏ xăm hỏi này đổ mau chớ có trễ chạy ai con trở lại đài mây đằng gần ngu thời kẻ nhau hội họp lập thân cho tròn mẹ đây sang cành lầu son đem thuyền bát nhã rước con đem về cuộc đời nay khổ nhiều bề mà lại bỏ bê đạo lầm hiền tâm giữ tâm lòng thành mới mong trở lại cõi thanh là nhà sen kia đã nở một con tròn đạo đức con mà bước lên cầu cho con trẻ giữ bền ngày sau con đặng giữa nền tiên ban thương con lì đổ sao không thức tình lập thân kịp kỳ long qua đại hội vậy thì không lo dự hội còn thi hội nào thấy trần đổ dột đào nhìn xem mẹ lại khổ đau muôn phần mẹ khuyên con ráng ân cần mau mau kiếm kiếm lập thân hội này mẹ khuyên con ráng ân cần hội này
tuần hoàn thiên địa đổi xây, thảm thương trần hạ lòng đầy âu sầu. Thế gian nhiều kẻ chưa rầu, nghe kinh rồi lại đuổi đầu chê bai. Ngày nào về cảnh thiên tai, con nghe mẹ gọi ngày mai con về. Cảnh tiên báo học mê hề mặt tình, con hưởng phú phê tội lòng. Ham chi cái cảnh não lòng, đời cùng có giặc thông giống đằng nào. Trời xuôi con khổ mẹ đau, dưới trần máu đổ bàn đào lấy tuôn. Mở ra mối đạo đau lòng, chỉ đường cho trẻ Tây phương trở về. Con ơi, tiên cảnh là quê, cõi trần là chỗ thảm thế lụy mình. Mẹ thương, mẹ nói tận tình, kêu con cho khỏi ngục hình ngày nay. Con chưa thấy cảnh thiên tai, ráng tu cho trọn ngày mai hưởng liền. Con ơi, tỉnh thất là tiền, quỳnh dung thanh lệ lái thuyền đưa con. Mẹ ngồi trên chốn lầu son, mẹ chờ thánh lễ đứa con rước liền. Con ơi, cuộc thế nào phiền, ham chi chẳng chịu cõi tiếng quay về. Rồi đây cầm khổ hậu kề, ráng tu cho kịp trở về mẹ trong. Trở về cầm cổ thông dông, ở chi trần thế long đông muôn phần. Mẹ thương, mẹ mới ân cần, lo cho con trẻ lập thân kịp kỳ. Lâm qua mở hội tràng thi, khuyên con ráng chi mà thi hội này. Ráng tu chớ có trễ chạy, nghe lời mẹ dạy đài mấy đằng gần. Chẳng lo kẻ xa người tần, lo xong thì đặng giữ gần Phật tiên. Chân thầy trải kiến thiện thì ban, ráng tu ở lại quê nhà,
khuyên con lì nhỏ rưng rưng, sao con chẳng ráng đưa chân cho rồi. Cuộc đời khổ lắm con ơi, mẹ khuyên chẳng đặng lầm thôi thảm phiền. Giao cho con trẻ chiếc thiền đầu con cho đặng giữa miền tiên ban. Tham chi cái cảnh trần gian trở về tiền cầm rằng ráng làm cho trọn lập thân hội này. Mau mau chớ có trễ chạy, ngồi trên đài ngọc lòng đây mẹ chờ. Chờ cho con gấp kịp giờ, con thuyền bát nhã bên bờ ngồi trong, trông cho con trẻ tu xong rồi đây mẹ mới trong lòng mừng vui. Đổ con khỏi cắm đi ngầm, mình duyên lắm một chiếc thuyền đó cho ba tấm cõi miệng trần ai. Ai khôn trở lại chương đài, ai ngu ở lại trần ai lấy mình. Mẹ đây trở lại thiên đình, mừng cho thân đệ trọn thành trong vua. Chi lan mọc lẫn cỏ hoa hường, chẳng để mũi gần chẳng biết hương. Hiền ngõ rủi xanh đời bảo ngược, dầu cho thánh đức cũng xa thường. Mẹ mở đạo tiên, mẹ chỉ rằng kỳ ba khuyên trẻ ngàn năm còn khó gặp đạo lành. Rèn tâm gắn chặt lời mẹ dạy, sửa chí từ bi dẹn mới thành. Tận thế cùng đời khai đại đạo, thượng quân nhung tốt trở về cầm. Đời mạt pháp con đừng dùng thẳng, con lo bước cần để lên thiền. Con ơi kỳ này con thiệt khổ duyên, con gặp cảnh tiên hạ trần
thấy con có đứa ân cần chữ tu. Làm xong quỷ kéo
thử cho già trẻ nghe sao, thử xong mẹ là vàng tháo cho rằng vàng kia mẹ lại để dành ngày cùng đặng có cõi thăm đêm. Trần gian mặc sức nhúng trề, rồi con than thở giữa kề mẹ nghe. Nực cười miệng thế chẳng nghe, không tu còn lại chê về đạo cao đến ngày thấy rõ. Chừng đó thì mới chịu ngao ngán lòng. Bây giờ giả lại phập phòng nghĩ mẹ tà mỹ trong lòng chẳng tin. Thương con mẹ mới thiệt tình, vì yêu con dạy bạch minh chỉ rằng mẹ không phụ trẻ cho thành kỳ tám, mẹ mở đạo lành cho con, khuyên con chẳng tin. Kỳ ba mẹ lửa hữu tình, dặn con ráng nhớ công trình mẹ khuyên. Một là con kiến thiền mộ đạo, hai con tuân lời tam giáo dạy rằng, ba con ráng giữ lòng thành, bốn khuyên con trẻ nhọc nhằn ráng tu, năm con cố gắng chí tu, sáu lo tu niệm ngao du ích gì. Bảy con giữ giả từ bi, tám con theo mẹ học thì đạo tiên, chính khuyên con nhớ tình tiền, người khuyên con phải vẹn tuyền chữ tu. Xa con thấy quá mù cho nên ngao ngán chờ tô trên đài. Mẹ đây khiêu đuốc rạng ngời sáng tu cho kịp lo đời làm chi. Sao ý trẻ giao hòa đồng chúng một ba máu, vậy thì mới yên. Hoàng khai mối đạo khắp miền, vì thương con trẻ đạo tiên giáng trần. Ngày tám còn có một lần làm ơn.
thân cảnh tri lập thân mẹ mừng. Mẹ kêu đuốc huệ chỉ cần đặng cho con trẻ bước chân nhẹ nhàng. Khuyên con phải ráng sửa sang, giả con ở lại thiên đàng mẹ nuôi. Lửa đèo lửa thế độ nhân sanh, khó dễ mẹ cho hiểu ngọn ngành. Ám mũi thì nhiều bố tri ích, đường tiên chẳng bước đỏ con đành. Chiêu cung hạ bút ký thư đề, trì tâm nhớ trẻ hiếm màng quê. Kim khai đại hội ngồi trong trẻ, mẫu nhắn con sao không thấy về. Mở giọng khuyên con lòng tan nét, đạo lành con gắng bỏ đường đi. Năm canh tỉnh giấc nhìn đời mộng, nhâm dần mẹ xuống thảm cùng thế. Nhâm dần lê dân lặng đằng, khai đạo ra chỉ dần con đường. Khuyên con để bước cho nhanh, đua nhau đặng có tranh giành đường tu. Cuộc đời như bóng phù du, sớm còn tôi mất công phu lỡ làng. Trong con để bước lên thoàn, mẫu gai cầm quê đưa sang qua bờ. Thấy con phận gái còn thờ, con ơi nên nhớ mẹ chờ nghe con. Đường tu gắn chí cho tròn, con son mỏi mòn. Kỳ tam con chớ ân hờ, ngày nay gặp mẹ kịp giờ cho tu. Con ơi chứ con ngao du, con đành để mẹ ngàn thu đợi chờ. Con ơi đừng giả tưởng mơ, trăm năm cuộc thế cờ bị dây. Kỳ tam đại mây mở rộng, để tìm con khỏi động thân vàng. Tòa sen chớm nở đôi đàn, chờ con trở lại tiên bang mẹ chờ. Đường tu gặp cầm đi đắng đo, con nên gắn chí tầm cho tầng đàn.
làm xong mẹ rước ta lên thoàn, con nên nhớ mẹ lâu vàng đời trong. Làm con phải ráng hết lòng, đường tu mở rộng ngồi trong con lành. Ngày nay gặp ba đạo chí thành, bền lòng theo mẹ đạo lành kỳ tam. Con ơi cuộc thế đừng ham, ráng ham hai chữ kỳ tam đạo màu. Làm xong hoàng mẫu khỏi rầu, làm sao cho mẹ tiên lầu mẹ vui. Nhìn con mẹ luôn ngậm ngùi, làm sao cho mẹ tiên lầu mẹ vui. Cuộc đời lắm nỗi kỳ tám, con phải siêng năng làm xong giờ hội long văn màu hoàng. Ráng siêng để bước lên thoàn, kỳ tám con kể coi nghe. Con ơi phải ráng bền lòng, ngồi trên đài ngọc và luôn trong con thuyền. Thì tam đời trẻ cây thuyền, tiên cánh lòng xóm mẹ đợi chốn bộ. Mẹ ngồi trên chốn chương đài, nhìn con mẹ mãi miệt mài trầm luân. Nhớ con mà mẹ lì rưng, và con ở lại chính tầng mẹ luôn. Ngọc quỳnh kia cũng chẳng nàng chiều lì đôi phen, đêm tốt tột nghỉ không đỏ hoa lì phải cười khám. Đôi lời mẹ gọi thiện tính con, nhất giả bền tâm giữ đạo tròn. Một kiếp hồn sinh là giả tạm, siêu phàm nhập thánh chốn cung xoan. Thị đời bóng xế còn chi đấy, ước đặng cõi nhà khỏi thương vô. Trẻ ráng thương dùm lời mẹ dạy, con ơi con hỡi bớ là con.
mẹ nát ruột vì thương con dài. Khuyên oan nhẫn nại cho rồi vì đời lọc lỡ trao dồi tiện tâm. Nhớ con đổ lệ tuôn dầm diêu con vắng bóng âm thầm. Nhất đến dầm trang lễ ưa nhớ con rồi mẹ chàng chứa lệ sầu. Nhiều con quay gót quay đầu đời con cho khỏi tham sầu kỳ ban. Đổ trang quà con ơi con hỏi sao mà dội quên. Mẹ già mỗi đời kề bên mẹ chờ tỉnh ngộ rước lên linh toàn. Con ơi tiên cầm là nhà con đầm để mẹ kỳ ba trong nhà. Thương con lớn dạy nhỏ thờ mẹ không đành giả lặng lơ phụ phàng. Con ơi tiên cắm lá nhàn mẹ ngồi mẹ rước lên thoảng bơ con. Đêm nằm đổ lệ cung son mẹ thương lập hỏi rồi con trễ kỳ. Long qua mẹ mở trường thi con nào hổ chi giờ thi hỏi này nhớ con thao thức đài mây. Muốn sao con dạy lầu tay con về sao con chưa ngán cuộc đời con đành để mẹ phương trời đợi trông. Con ơi nam nữ đành lòng đoạn tình để mẹ ngày trong đêm chờ. Đường tu con chớ bơ vơ, đường tu thoát khỏi mê mờ nghe con. Muốn gần mẹ chiều thế cột, muốn thoát đời con phải dục thất tình. Lưới trời cao rộng thanh thanh trong con mãn nguyện ngọc kính đêm về. Cung vàng cảnh quê nhàn hà con sống chi đời quân hạ mà ngam. Khổ đau sầu cũng phải cam, vui chi đó mà con ham bơ đè. Diêu điện kỳ tam hạt ra, tây bà kỳ
nhảy nhẹ thuyền đời. Thương con mẹ mới cạn lời, vì nay mẹ đã sắp bài biến thiên. Thi hội mẹ đã lựa tuyển, lựa con hiền dẫn về kiển tiên đài. Nhớ con lễ nhỏ tuôn dài, cho nên mẹ mới hoằng khai mối đạo. Lựa đặng trai hiền gái thảo, sao con đành tâm phủi đạo mẹ hiền. Nhớ con lấy mẹ bình yên, thương con trên chốn màn tiếng đau lòng. Nhớ là nhớ cảnh lòng đông, thương là thương trẻ có mong quay về, cho nên mẹ mới giữ kệ ngày khuyên đêm nhau con về mẹ vui. Nhìn con và mẹ ngậm ngồi đầm đêm dốc ngọc chôn vùi biển khơi. Thương con mẹ lửa con thời lửa xong rồi, mẹ lập đời con vui. Mẹ thương con quá con ơi, con đầm để mẹ mẹ ngồi đợi ai thương ngày con. Rằng ai cho rồi con ơi, con hỡi con hời, con đành để mẹ đứng ngồi nhớ thương. Ngày nào dự hội đông phương, sáng đi mẹ rước đài chương con vào. Trầm hương phượng phất ngạt ngào, con vào mẹ thưởng hồng đào cho con. Quá thương mẹ mới chiều loàn, lo cho con trẻ lầu son thanh nhàn. Cực lòng mẹ chẳng buồn than, miễn con mẹ đặng lên thoàn mà thôi. Ngày đêm con ráng trao dòi chở tô của mẹ là ngói thiên đàng. Lì đổ chén quà con ơi, nhớ mẹ vậy mà không con. Nhớ rằng mẹ khóc đài son, nhớ ngày lập hội xa con dài khờ. Tu hành con mãi ưu, ngày nào con đặng kịp giờ thành công. Con đành để mẹ gắn công, con đành để mẹ lũy hồng đổ tu. Ngày nay mẹ quá đổi buồn, buồn cho con mẹ luôn tuồn mẫn mê. Buồn là thấy cảnh thảm thế, ráng tu mẹ rước con về nghe con. Ngày mai mẹ đã lo tròn, giả con ở lại lầu son mẹ về. Tâm chí thành lòng con đã kính, nguyện đem lời vàng của mẹ để muôn nơi linh tử nghe cùng. Hiểu được lời mẹ dạy, gắng công tu niệm màng
quê cảnh cũ quay về Đài Liên. Miếu ngũ hành Tây thành phố Bình Trưng Tây ở xứ quận ngay rằng nay con mẹ tâm thành hùng chung ăn tâm bộ kinh màu hoàng khuyên đời tu niệm trần hoàng để cho cùng nghe duyên lành hỏi đầu dây ở thời minh duyên quê nhân khi ở lời chân kinh phước đầy quả mến duyên thầm xin để hỏi hương xa gần thời 68 người tâm thầm hiệp giới cháu con tâm thầm dân mẹ hôm nay chứng lòng cho trẻ trần ơi thanh cầu Nguyễn Thị Lan hoàng dân con mẹ người họ Hầu tuổi chẳng 52 Bồi Anh Kiệt tuổi 45 Lê Thị Trúc hộ hoàng nghĩa Nguyễn Thị Kim Duyên Nguyễn Văn Kiên tâm thành cẩn đạo ân tông kinh này cầu phước ba gia cố chi lại với gì ba tâm thành mà chi quý ghi ra lời vàng hỡi trong linh tử cõi trần nghe lời kinh kể phát tâm tu hiền thời kỳ mạt pháp đừng gì chớ tiền danh lại muôn ràng tâm thân nghe lời khuyên đặng ăn cần cầu trên lĩnh mẹ chân tòa chứng tri cầu phước đức hữu di cho trẻ gia đàn hạnh phúc an vui cầu cho sức khỏe tâm thành cầu cho vạn ý như lời hôm nay những người Phật tử tâm thành cầu xin mẹ chứng con thời ngày